triệu đệ chỉ có bao nhiêu đây? Với lại cái này chứ có gì đâu mà sẵn sàng hay không sẵn sàng hả đại huynh? Còn đại huynh, tiểu đệ không thấy đại huynh chuẩn bị gì hết vậy? Vậy chứ mấy năm nay anh học để làm gì? Tiểu đệ vô cùng khâm phục đại huynh. Để ao ước được như đại huynh, đời mộc có thanh nhàn, vui cùng gió núi trăng ngàn. Đại huynh nhìn mái tóc đại huynh rối bồng như mây tám hương, để càng tử thẹn mình bấy lâu bị ràng buộc nợ cắn đai. Trọn đời để sẽ nhớ hoài men rượu hôm nay, tâm bao gõ nhịp mà ca bài cảm khai. Hồng cao rộng đại huynh đã vượt ngoài dòng phiền tôi, để còn lặng lặng cụ mang nhiều ăn nợ công hầu. Rượu này nồng đơn ngày sau, hơi men thay lập ngàn câu thâm tình. Công đưa dạng dẫm trường đình,
mà nghe thương nhớ hơn nghìn núi sông. Thần Minh à, hiền đệ sẵn sàng lên đường đi ứng thí rồi chứ? Ta thì bởi ngán sợ hai chữ công danh làm một thằng y sống cô ta. Qua tao nhận sự kinh là để học nhân học nghĩa, chứ không phải tìm mã lợi danh. Ôi, có gì đâu mà gọi là căm phục, chẳng qua là y sống khác nhau thôi. Đổi với ta thời thẳng thời nơi đồng ruộng, ngày tháng long dông sông nơi miền quán giá. Ngoài dòng lời dân kêu ngạo chân cao thấp mặt tình, ta răng hiền để khó thực hiện được đâu. Nhìn lại đôi giây còn nhiều ăn ở công hầu, hiền để phải lo trả cho tròn ăn nghĩa buộc ràng, để phải lập chữ công danh. Trần Minh hiền để, hiền để ơi, hãy nhìn bọt rượu sủi đầy trong chúng hàng. Nghĩ gì đây, trong men rượu cay nồng, xin trao ai gửi chúc nghĩa tương phùng. Cười sáng sàng để thay lời đưa tiền. Ôi tiếng cười dở dụng không gian để ngăn giảng lời họ hẹn. Xin hãy cạn chén rượu hoàng di cho ngất ngay say mà mơ chuyện thương phùng. Trời đất rộng tâm ta mà tình lý lại không cùng, làm sao biết được chuyện bèo mây tan hợp. Nghĩ đêm buồn cho những ngày sống nuôi cách xa, chén rượu hôm nay nào phải chén quan hà. Sao đưa tiễn mà nghe lòng buồn rười rượi, thân ca chắc đã tốn công lặn lội. Hãy cố vượt vũ môn để qua kiếp được thành rồng. Uống cạn chén này rồi chén nữa, rượu đã cạn bầu chưa thấy sao. Còn lại tâm say tình tri kỷ, ngày mai chia biệt dạng đường mây.